trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm xin giới thiệu về cái module thoại FID NFC BN532. Trên tay mình đây là module khá là nhỏ gọn, rất là nhỏ, nhỏ nhưng mà có võ các bạn. Thì đây, ứng dụng của nó thì cũng giống như các cái module thoại FID khác, mình có thể ứng dụng vào các cái bộ khóa cửa, bộ thang máy hoặc là quản lý nhân viên. Đó. Thì bộ này có điểm đặc biệt là nó có 3 chuẩn giao tiếp, các bạn có thể lựa chọn cho phù hợp với lại cái giao thức mà bạn sử dụng. Thì ở đây là các cái chân ra giao tiếp API chuẩn 3.3V TTL, và ở bên đây có 4 chân ra. Thì ở đây các bạn để ý là chân SL và SDA là chuẩn giao tiếp của IEC 5V này, và thêm một chuẩn giao tiếp nữa đó là chuẩn giao tiếp độ cao HSU này. Và để chọn giữa các cái chế độ giao tiếp thì ở trên module có cái công tắc đặt bit này, các bạn để ý này, thì số 1 ở đây mình đang chọn là API thì là số 1 gạt với 0, số 2 gạt lên 1. Và module này có nó hỗ trợ nhiều loại thẻ RFID và hỗ trợ đọc ghi lên thẻ RFID. Và điều đặc biệt nữa là nó có thể giao tiếp với lại những cái điện thoại Android thông qua chuẩn NFC. Và cái khoảng cách đọc thẻ có thể lên tới 5-7 cm. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành test cái module này. Thì ở đây mình có mạch test để đọc cái mã thẻ RFID lên theo cái chuẩn FBI. Thì nếu mà các bạn nào muốn làm cái con này và tham khảo thì hãy comment ở phía dưới, mình sẽ gửi cho cái thư viện và tài liệu tất cả các cái chuẩn giao tiếp của cái module này. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành test đọc thẻ. Thì cái bộ module này, và khi mua về thì có một module này và một cái thẻ cạp này, một thẻ móc khóa này, và cái răm đực cong. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đọc thẻ cho nó, đọc hai cái thẻ kèm theo này. Đó. Khoảng cách đọc khá là xa. Thì cái khoảng cách này cho còn một phần là do các bạn xử lý code nữa. Thì ở trên đây nó vừa giới thiệu về cái module thoại FID NFC BN532. Thì các bạn có bất kỳ vấn đề gì về cái module này thì hãy liên hệ với nhóm để được giúp đỡ. Thì video của nhóm đến đây là kết thúc, và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.